Xin chào các bác nha, em lại tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy rửa bát TR3 này. Một cái con máy phải nói nó là hàng quốc dân, siêu lành bền, giá hợp lý cho cái thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Đây là cái model bên em bán chạy nhất. Thực ra với cái giá 2,9 triệu thời điểm này thì nó cũng không phải là cái số tiền nó quá nhiều, nó phù hợp với rất là nhiều đại đa số các bác. Cũng chỉ bằng một buổi gia đình đi picnic hoặc du lịch cỏ thôi. Mà các bác có một cái chiếc máy rửa bát phục vụ lâu dài cho gia đình. Đấy. Linh kiện thì rất là nhiều, máy này rất là bền các bác ạ, gần như là hỏng hóc sửa chữa là không có nhé, rất là ít khi hỏng, cực lành bền luôn. Bên em chuyên về máy rửa bát, đấy. Lúc nào cũng có vài chục chiếc phục vụ tại nhà nhé. Thế mà linh kiện là các bác không mà phải lo, dòng cái gì cũng có. Đấy. Một con TR3 siêu lành bền, phục vụ cho cái thời buổi kinh tế siêu lạm phát đợt này. Người Mỹ họ còn lạm phát, họ còn phải cắt giảm chi tiêu chứ là người Việt Nam. Các cái dòng TH giá 5-6 triệu bây giờ bán nó cũng rất là chậm các bạn ạ. Thật sự là như vậy luôn. Chủ yếu là các bác mua các cái dòng TR3 với TR5 là nhiều, 2,93,2 triệu. Tính năng thì em cũng đã nói rồi. Dòng TR3 này với cả dòng TR9 hay là kể cả dòng TH này, tính năng thì đều giống hệt nhau các bác nhé. Bên trong khoang nội thất thì cũng giống nhau, cho nên là các bác kinh tế vừa phải thì mình cứ mua những cái dòng tầm tiền này thôi. Đấy. Một con TR3 khá là đẹp, em đã dọn vệ sinh sạch đẹp, tổng thể hài hòa hết rồi, vệ sinh sạch sẽ. Các bác dùng 5-10 năm mà không phải nghĩ gì cả. Có vấn đề thì các lôi cho bên em. Mã số 6 các bác nhé. Đợt này cái bút nó hết bực, nó hơi mờ, em chưa mua. Công nghệ EcoNavi tiết kiệm điện này, hẹn giờ thì các bác bảng điều khiển báo quên. Thời gian sấy 30 phút 45 này. Chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ. Chế độ rửa mạnh này, nước nóng 80 độ các bác cứ bấm lần lượt là chạy thôi. Đây là đèn tắt này. Đây, bắt đầu rửa này. Đấy. Mỗi một lần rửa máy rửa bát Nhật này thì nó siêu tiết kiệm điện nước. Đấy, mỗi lần rửa hết có nửa số điện và 11 lít nước thôi các bác nhá. Cực tiết kiệm luôn. Tiết kiệm hơn các bác rửa tay rất là nhiều. Răng chỉ của bọn này thì 10 năm, 20 năm hay 50 năm thì nó vẫn cứ mềm như vậy, không hỏng. Không mà lo các bác nhé. Xếp 12 các bác con, hai hàng, 6 cái cốc. Đấy. 6 đến 8 cái đĩa. Đũa thì bát ô tô. Đũa thì ở đây bát ô tô to. Nội thất khá sạch đẹp luôn các bác nhé. Chiếc này em bán là 2,9 triệu thôi, bảo hành 12 tháng. Tất cả các hạng mục. Ngoài thời gian bảo hành ra thì các bác cần thì bên em hỗ trợ thoải mái trọn đời luôn. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Chào các bác. Các bác có nhu cầu mua thì các bác ủng hộ bên em cho đắt hàng. Như đợt này kinh tế khó khăn nó hơi là chậm. Chào các bác.